Cái này là quay hạt đen. Lấy cái hạt đen của chị đây rồi. Đứng lên
6 khổ quá đối diện, đừng đối diện nhìn vào chủ nhân. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2011, tức ngày mùng 4 tháng chạp năm Tân Mão. Gia chủ chạp, nhân ngày lành tháng tốt, giờ đẹp. Thì bố mẹ Khánh Như sinh thành ra cô con gái. Thì sinh ra ngày sinh sao đẹp muộn nhưng mà lại cao lớn bất thường. Hôm nay đại diện cho trưởng nữ cùng các cánh chị em, các phụ huynh nữ và qua chủ nhiệm Nguyễn Thị Tú Hồng, nick Facebook là gái hai con trong mỏng con mắt. Xin gửi đến Khánh Linh lời chúc thân ái nhất cùng toàn thể tấm lòng yêu thương rộng mở. Đẹp kinh quá, để nói rõ miên man. Một đứa trẻ có mảnh đời bất hạnh. Linh này mày chụp cơ mà mày không biết chuyện đó. Chúc Linh ta một tuổi mới xinh đẹp, học giỏi, mạnh khỏe, nhiều niềm vui tràn đầy. Cười. Không buồn nữa, không ai khóc nữa, không nên đổi thế kỷ chụp ảnh nữa. Không tự kỷ nữa, không mặc áo kiểu dạp xiếc nữa. Không làm thế nên đi. Nên bài diễn cho các bạn đang ở đây. Thì mình xin kết thúc bài phát biểu. Chúc Linh một năm mới tràn đầy. Chúc Linh một năm mới tràn đầy hạnh phúc và tình yêu. Hôn một tay đi. Của những người cùng giới. Xin chúc mừng anh đi. Mặt giúp từ đây lên là không có. Mặt bánh đi lên. Mặt lên nó mới sát thủ. Có bạn nào muốn nhu cầu chúc tiếp? Có
Chị là cô cảm thấy linh ở cô ấy. Nhưng vướng may được hai bên đâu đâu các bạn đừng trách trách lên. Đây nào được rồi đó. Lùi lùi ra đây cho Khánh đi đeo để con chú bài vào. Chết. Kiểu dáng dựng bên xe quá hả? Phải được bên xe. Không vào cái bánh ăn nhở rồi. Không sao không sao đâu. Nhiều Hoàng Anh ơi xong Hoàng Anh cứ chia luôn ra. Ôi trời ơi. Rồi bắt đầu cô ơi. Cô chúc Khánh Linh sang một tuổi mới có nhiều niềm vui mới, luôn vui tươi và học tập thật giỏi. Quá yêu bạn trẻ mới ạ. Các bạn trai cũng được đúng không? À tức là các bạn trai cũng rồi đúng không? Nhưng bây giờ các bạn trai mới á. Thôi cô chúc Linh nha. Mà Linh sớm nay bao cơ bảo mơ ngày. Đi chơi đấy.